Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao của huyện nhà. Nhằm khắc phục những khó khăn chung đó, lãnh đạo huyện Krông Búc đề ra quyết tâm tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Krông Búc lần thứ 9 năm 2022 thành công. Tạo khí thế thi đua sôi nổi với phương châm toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đại hội thể dục thể thao các cấp được tổ chức 4 năm một lần là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn, được tổ chức từ cấp cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích và vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Qua đó cũng để đánh giá phong trào thể dục thể thao ở mỗi địa phương, đơn vị. Sau 4 năm được tổ chức đại hội một lần, có ý nghĩa quan trọng để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên có thành tích xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thể thao của tỉnh để tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Krông Búc lần thứ 9 là một sự kiện thể thao lớn của huyện trong năm 2022. Vì vậy, huyện Krông Búc đã ban hành kế hoạch hướng dẫn chi tiết các điều lệ tham gia giải, chuẩn bị cơ sở vật chất cho đến sân bãi thi đấu. Ngoài ra, huyện Krông Búc thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban, nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao diễn ra thành công và chất lượng tốt nhất, tạo không khí tham gia sôi nổi của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Qua cái tổ chức cái Đại hội Thể dục Thể thao định kỳ hàng năm thì đã góp phần là tạo được cái không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi cho trong quần chúng nhân dân, và cũng góp phần là nâng cao cái ý thức của nhân dân trong cái việc là thường xuyên rèn luyện sức khỏe qua các cái việc là tập thể dục thể thao thường xuyên theo là tấm gương của Bác Hồ là trong cái việc rèn luyện sức khỏe. Những cái tinh thần của Bác là muốn học tập tốt, lao động tốt thì phải có sức khỏe tốt. Mà muốn có sức khỏe tốt thì phải thường xuyên là rèn luyện thể dục thể thao. Cho nên là vì vậy cho nên là chúng ta phải quan tâm cái việc là đẩy mạnh các cái phong trào thể dục thể thao quần chúng để nâng cao ý thức cho người dân trong việc rèn luyện và giữ gìn cái sức khỏe. Hiện nay đã có 7/7 xã trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Trong đó bình quân số môn thể thao được tổ chức ở đại hội thể dục thể thao cấp xã là 5 môn, bao gồm cầu lông, đẩy gậy, kéo co, việt giã, điền kinh, bắn nỏ, bóng chuyền nam, bóng đá phút săn nam. Số môn thể thao dân tộc là 3 môn, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, huy động số người tham gia từ 60 đến 65 người. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Krông Búc lần thứ 9 năm 2022 sẽ được tổ chức thi đấu 10 môn bao gồm bóng đá phút săn nam, bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn, pizza, đẩy gậy, kéo co, điền kinh, việt giã, bắn nỏ. Các môn tổ chức trước khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện là môn bóng đá phút săn nam, bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn, pizza. Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị xã hội rộng lớn, là sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần động viên khuyến khích nhân dân trong huyện tích cực rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo thói quen rèn luyện sức khỏe để lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các trường học, cơ quan, ban ngành đoàn thể và các địa phương trong huyện, tạo không khí thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phóng sự Đại hội Thể dục Thể thao huyện Krông Búc năm 2022 hướng tới chất lượng, sôi nổi và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.